Thưa quý vị, nếu nói đến một loại đồ uống được cả thế giới hiện đại yêu thích thì có lẽ chúng ta không thể nào không nhắc đến, đó chính là cà phê. Đây cũng là loại thuốc uống được nâng tầm trở thành một văn hóa thưởng thức. Chẳng hạn như đối với người dân Mỹ bận rộn thường thích loại cà phê uống mang đi, người dân nước Ý thì có thể ngồi trầm ngâm hàng giờ với ly cà phê của mình. Trong khi đó, người Pháp thì ngồi uống cà phê để ngắm nhìn phố phường. Vậy thì người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là đây là một cái nét đẹp mà chúng ta cũng không thể nào bỏ qua với họ. Dạ vâng, đúng là như vậy. Việt Cường cũng là người dân trong Nam đúng không ạ? Dạ. Cho nên là chắc là có lẽ cũng khá biết nhiều về cà phê Sài Gòn, một nét văn hóa rất là riêng đúng không ạ? Và đối với những cái người mà lần đầu hoặc là mới đến Sài Gòn thì chắc là sẽ cảm nhận rằng cà phê Sài Gòn khá là ồn ào và trông thì có vẻ là khá xô bồ. Tuy nhiên thì văn hóa cà phê Sài Gòn lại mang màu sắc rất là đa phong cách. Cà phê Sài Gòn có thể làm vừa lòng rất nhiều các tín đồ cà phê của các nền văn hóa khác nhau. Chính xác là như vậy. Tôi thì được thưởng thức cà phê hai miền. So với cà phê miền Bắc có vị đen đậm và đôi khi khiến người ta dễ say thì dường như là cà phê ở miền Nam khá là nhạt, thưa quý vị, chỉ phản phất cái mùi cà phê và ngọt như là chè đỗ đen, rất nhiều đá nữa, khác so với miền Bắc rất là nhiều. Thế nhưng tại sao lại được nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh ưa chuộng đến vậy? Tối ngày sáng đêm, bất kể lúc nào, người dân Sài Gòn của chúng ta cũng có thể uống cà phê. Từ quán cà phê bệt vỉa hè đến những quán cà phê sang trọng, giá một ly bằng một ngày lương của người lao động công nhật và lúc nào cũng rất là đông khách. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cũng xin được mời quý vị khán giả chúng ta cùng ghé thăm và thưởng thức một loại cà phê đặc biệt ở chợ Phùng Hưng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là cà phê Vợt. Và xin được bật mí, đó là quán cà phê này đã có tuổi đời gần 70 năm rồi ạ. Và đây là một trong những địa chỉ được rất nhiều người dân Sài Gòn và cả du khách tìm đến để thưởng thức vị cà phê độc đáo, một nét cá tính riêng của cà phê Sài Gòn. Cà phê Vợt. Gọi là cà phê Vợt bởi dụng cụ pha chế cà phê tại đây không dùng fintech thông thường. Dụng cụ được sử dụng tại quán bao gồm chiếc ấm đun nước và chiếc vợt lưới như thế này. Theo những người đã uống cà phê Vợt lâu năm thì việc lọc cà phê bằng vợt sẽ làm cho cà phê trong hơn, thơm ngon hơn so với lọc bằng phin như thông thường. Sau khi lọc qua vợt, cà phê sẽ được đun lại trong những chiếc ấm cà phê rất đặc trưng của quán. Quán của tôi là bán 60-70 năm rồi. Ba tôi bán là 1953. Tôi tiếp quản cái quán là cách đây 20 năm. Tôi bán 20 năm rồi. Tại vì ba yếu già lớn tuổi, cà phê của tôi là cà phê sai là nguyên chất, không quá chất, không hương liệu, cà phê gốc 100%. Một ngày có quán khoảng 100 ly, 200 ly gì đó, nhiều khi đắt à, tôi ấy được 200 ly. Nhưng mà cà phê là uống cà phê trứng á, cũng là cà phê cô có bán cà phê trứng gà xoa rất là ngon. Cà phê Vợt Ba Lù nằm ở khu Nghệ Hoa gần 70 năm nay. Cà phê Ba Lù có vị đắng nhẹ, pha loãng theo đặc trưng của Nghệ Hoa và đa số khách chọn uống nóng thay vì thêm đá. Bán thường thì tầm 5 giờ tôi ra đây. Cà phê ở đây thì cái vị nó hơi nghe mùi khói, rất là đặc trưng của quán này. Đến với cà phê Vợt, thực khách không những được thưởng thức mùi vị thơm ngon đặc trưng từ những ly cà phê nóng hổi, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện, giao lưu. Cà phê Vợt quận 5 còn là địa chỉ gặp gỡ lý tưởng mà hết sức quen thuộc của người dân Sài Thành. Cái cà phê mình uống ở đây quen rồi đó, cảm thấy cái cà phê có mùi thơm, cũng giống như người ta, mình uống vô được, con người đó thoải mái, mỗi ngày phải uống. Ngày trước, quán Ba Lù làm luôn các công đoạn rang xay cà phê và bán cả cà phê bột. Nhưng hiện nay chỉ còn bán cà phê nước, công việc còn lại chuyển cho một người khác trong gia đình. Bà Trung tự hào chia sẻ, công thức làm cà phê này là truyền thống của gia đình. Sáng từ 2 giờ khuya tới 5 giờ chiều, bán suốt luôn. Một năm bán 365 ngày, chỉ nghỉ có ngày mùng 1 Tết thôi. Cuộc sống hiện đại, người Việt đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều loại cà phê ngon trên thế giới. Nhưng với người hoài cổ hay với những người trẻ thích khám phá, vẫn muốn tìm đến để được cảm nhận những nét độc đáo riêng có như cà phê Vợt Sài Gòn. Để rồi lại thấy tâm hồn bỗng thanh bình, yên ả đến lạ. Một Sài Gòn vì thế thật bình dị mà êm đềm, sâu lắng.
Thưa quý vị và các bạn, theo một thống kê mới đây từ Bộ Y tế cho biết tại Việt Nam, các loại ung thư phổ biến ở nam giới bao gồm ung thư gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, tiền liệt tuyến là những loại ung thư rất phổ biến và chiếm khoảng lên đến 65,8% tổng các loại ung thư. Ở trong đó, tính đến hết năm 2020, ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong cho gần 24.000 người dân Việt, đồng thời ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới ung thư phổi. Vâng, và tại Việt Nam thì ung thư phổi cũng đứng thứ 2 trong 10 cái loại ung thư mà phổ biến nhất trên cả nam và nữ, và chỉ sau có ung thư gan thôi. Ung thư phổi là một loại ung thư thường gặp và ngày càng có xu hướng gia tăng. Gần đây thì bệnh xuất hiện ở nhiều người trẻ tuổi và chiếm tỷ lệ là 14,4% trong tổng số ung thư các loại tính chung trên toàn thế giới. Vâng, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi rất là cao, do bệnh thường được chẩn đoán trong giai đoạn tiến xa. Trong giai đoạn đầu tổn thương còn khu trú thì bệnh nhân thường không có triệu chứng lâm sàng đặc biệt nào mà được chẩn đoán qua tầm soát hoặc phát hiện tình cờ qua chẩn đoán bằng hình ảnh. Triệu chứng thường gặp của bệnh ung thư phổi. Giai đoạn đầu, ho kéo dài, khó thở, ho có đờm lẫn máu và đau ngực. Giai đoạn nặng, sút cân, mệt mỏi, thở nông, khan giọng, khó nuốt, đau xương, thở khò khè, tràn dịch màng phổi. Các biện pháp điều trị bệnh ung thư phổi. Bệnh ung thư phổi có nhiều giai đoạn khác nhau, với mỗi giai đoạn bệnh cần có phương pháp điều trị cụ thể. Phương pháp phẫu thuật loại bỏ khối u. Phương pháp này có hiệu quả nhất khi khối u còn nhỏ, chưa bị di căn. Để có thể phẫu thuật, bệnh nhân cần có thể trạng cơ thể tốt. Phương pháp điều trị bằng tia xạ được áp dụng nhằm phá hủy khối u khi còn nhỏ và chưa có di căn, hoặc làm hạn chế sự phát triển của khối u lớn. Phương pháp điều trị tia xạ có thể giúp kéo dài sự sống của bệnh nhân. Điều trị bằng hóa chất. Có đến 80-90% bệnh nhân bị ung thư phổi giảm bệnh khi tế bào còn nhỏ và được sử dụng hóa chất để điều trị. Các trường hợp ở giai đoạn muộn, hóa chất chỉ có tác dụng giảm nhẹ triệu chứng và kéo dài sự sống. Phương pháp điều trị hỗ trợ. Được sử dụng cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối của bệnh, chỉ có thể chăm sóc bệnh nhân, điều trị triệu chứng và làm giảm đau. Liệu pháp miễn dịch tự thân là đột phá trong điều trị ung thư, bao gồm ung thư phổi, giúp nâng cao hiệu quả điều trị cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vâng, có rất nhiều nguyên nhân gây ra ung thư phổi, bao gồm là suy giảm miễn dịch, những biến đổi bên trong hệ thống gen và các tác động bên ngoài môi trường. Đặc biệt, 90% những người mắc ung thư phổi do hút thuốc lá. Những bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư phổi nhưng họ không hút thuốc do có thể bệnh nhân đã tiếp xúc với một số lượng đáng kể khói thuốc lá do việc hít phải khói thuốc thụ động. Đa số bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi trong giai đoạn tiến triển nên tiên lượng bệnh khá là xấu. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, ung thư phổi có thể khỏi hoàn toàn. Vì vậy, để phòng tránh ung thư phổi ngay từ lúc này, bạn hãy giữ cho mình một lối sống tích cực, lành mạnh, đặc biệt là tránh xa thuốc lá. Đó là những thông tin của Cảm năng Sức khỏe ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với blog du lịch với biên tập viên Quỳnh Hoa để khám phá một địa danh du lịch nổi tiếng không chỉ về cảnh quan mà còn bởi sự an toàn trong mùa dịch Covid-19 này. Thưa quý vị, Đà Nẵng vẫn được mệnh danh là thành phố đáng sống, một địa điểm du lịch tuyệt vời. Nơi đây thì không chỉ có cảnh quan tuyệt vời, những bãi biển được xếp hạng đẹp nhất thế giới hay khí hậu trong lành, mà còn có những con người thân thiện và đáng mến. Thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng của bởi dịch Covid-19, Đà Nẵng vẫn là điểm đến được du khách lựa chọn trong hành trình tham quan và du lịch của mình. Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán, tuy là lượng khách không nhộn nhịp như mọi năm, nhưng Đà Nẵng cũng đã đón khoảng 30,8 ngàn lượt khách. Trong bối cảnh hiện nay thì con số này cũng cho thấy sức thu hút của điểm đến Đà Nẵng. Ngoài lợi thế về tài nguyên thiên nhiên thì sự chung tay của cộng đồng, những người làm du lịch trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong hoạt động du lịch cũng đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút khách tại thành phố này. Và trong blog du lịch hôm nay, hãy cùng khám phá cách làm du lịch của Đà Nẵng. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021, đoàn du khách đến từ Quảng Ngãi này vẫn chọn Đà Nẵng làm điểm tham quan du lịch đầu năm với hành trình 5 ngày. Theo chia sẻ của anh Chien Siang, một thành viên trong đoàn, công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng rất tốt nên anh cảm thấy an tâm khi du lịch tại đây. Tôi rất hào hứng và yên tâm khi đến đây du lịch bởi tôi thấy Đà Nẵng làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Các nơi tôi đến đều tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện rửa tay sát khuẩn. Trong thời gian qua, Đà Nẵng tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn nên vẫn có một lượng khách lựa chọn Đà Nẵng để du xuân trong dịp Tết, chủ yếu vẫn là khách từ các tỉnh lân cận. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch, khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố
cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh theo hướng dẫn của Sở Du lịch, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Thủ tướng Chính phủ. Đối với các hành trình mà anh em hướng dẫn viên cũng như các công ty du lịch thực hiện cho các đoàn du khách thì cái yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi người rất là quan trọng cái yếu tố an toàn, cho nên là tụi mình khi mà dẫn đoàn và đưa khách đến các điểm đến thì luôn nhắc nhở khách là tuân thủ tuyệt đối những cái quy định của điểm đến. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc xây dựng môi trường du lịch an toàn luôn được ngành du lịch thành phố chú trọng để thành phố bên bờ sông Hàn luôn là điểm đến đáng tin cậy cho du khách. Trong bối cảnh hiện nay, ngành luôn triển khai chặt chẽ các quy định, yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch. Song song đó, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, tập trung mạnh mẽ cho thị trường nội địa, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch. Thời điểm du lịch đến Đà Nẵng đẹp nhất là từ tháng 2 cho đến tháng 8 hàng năm. Thời điểm này thì các hãng lữ hành đang đưa ra các chiến dịch kích cầu du lịch cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy, nếu như quý vị có được cách bảo vệ sức khỏe tốt thì hãy lựa chọn các điểm đến an toàn. Thì cũng có thể là mạnh dạn thử nghiệm các điểm đến an toàn như là Đà Nẵng. Và bên cạnh các giải pháp phòng chống dịch trong năm 2021, du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung mạnh mẽ khai thác thị trường nội địa với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, cộng đồng sinh thái mới mẻ.